không anh? Ý là sau này mà bị xước cái này là em muốn thay cái này, nó có cái thay không anh? Thay qua da thì sẽ dễ thay. Không, ý là thay bằng kim loại luôn đó. Thay kim loại luôn sẽ hơi khó kiếm ha. À, khó kiếm. Còn mình xước thì mình vuốt lại thôi. Mình vuốt lại. Nhưng mà cái nếu mà điêu vuốt mà vuốt lại thì chắc là phải xả mạ luôn. Xả hết cái hồng luôn thì mình vuốt ra nó mới đẹp được. Okay. Đó, nếu mà vuốt lại mà có chuyện chắc phải 3 năm nữa chứ đâu có mà mình đóng cái này rồi như kia đồng hồ nó sẽ lên cót nha, là đóng thì lên cót này đúng rồi, đóng này dạng người ta nó chạy lên đang đóng luôn, dạng thuận thì nó sẽ lên, mình lên có tầm 10 tiếng là được rồi, nó số 10 nè. Dạ yeah. Tầm 10 tiếng là ok. Còn việc ra thì máy okay. việc ra kim dây mình chỉnh giờ được ha, nó mới còn hơi cứng, giật nó hơi mạnh tay chút. Nó sẽ có hiển thị 24 giờ bên đây. 24 giờ bên đây hai bạn ha. Thì mình vô cái này là 12 giờ trưa nè. Đó, 12 giờ trưa. Đó, 12 giờ trưa dưới đây. Thì mình chỉnh nó thuận là mình đi theo này. Thì mình chỉnh nó về 20 giờ đêm. 8 giờ tối mình cũng hỏi ngay, 20 giờ. 34 à, 8 giờ 34. À, xong. Ok. Tiếng thôi giờ cho mình thôi.